Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giao thông an toàn ngày 29 tháng 11 năm 2014 của VTC14. Thưa quý vị và các bạn, trên đường vào bờ tránh cơn bão số 4, tàu câu cá ngừ mang số hiệu PI96182TS đã gặp sự cố vỡ hộp số và không thể khắc phục. Tàu bị trôi dạt trên biển cùng với 6 thuyền viên, cách bờ khoảng 110 hải lý. Ngay sau đó thì tàu cảnh sát biển 2009 thuộc vùng cảnh sát biển 3 đã tiếp cận và đến trưa ngày hôm nay đã lai rắt tàu vào bờ an toàn. Sau hơn 10 tiếng hành trình, 1 giờ 40 phút sáng nay, tàu cảnh sát biển 2009 đã tiếp cận được tàu PI96182TS. Ngay sau đó thì 6 ngư dân gặp nạn đã được chuyển lên tàu cảnh sát biển 2009 để chăm sóc sức khỏe. Hiện tinh thần và sức khỏe của các ngư dân đã ổn định. Trước đó, tàu câu cá ngừ PI96182TS có 6 ngư dân Phú Yên đã bị vỡ hộp số, không khắc phục được và thả trôi tự do. Sau khi nhận được lệnh từ Sở Chỉ huy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhanh chóng có phương án hỗ trợ. Tàu Cảnh sát biển 2009 đang làm nhiệm vụ tại Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa đã được điều động ứng cứu. Dù không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4, nhưng lo ngại không khí lạnh tràn về và hoàn lưu của bão sẽ gây biển động rất mạnh, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt tỉnh Quảng Nam đã ra công điện khẩn và bằng mọi giá đưa tất cả tàu thuyền và ngư dân làm ăn trên biển về đất liền. Theo đó, thì Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tất cả các đồn biên phòng tuyến biển dùng mọi phương tiện được trang bị và biện pháp cần thiết để hướng dẫn và đưa toàn bộ tàu thuyền của ngư dân vào nơi tránh bão an toàn. Cùng với đó thì hướng dẫn cho ngư dân sắp xếp và chằng chống tàu thuyền một cách hợp lý để tránh tình trạng va đập gây vỡ tàu hoặc chìm tàu. Hiện tại tỉnh Quảng Nam có 37 chiếc tàu có công suất lớn và 1.128 lao động đang hành nghề khai thác hải sản ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của biển Việt Nam. Đến chiều nay, tất cả ngư dân đang làm ăn trên biển đã được vào bờ hoặc tìm được nơi tránh trú bão an toàn trên các nơi có bộ đội đóng quân. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng giữ liên lạc thường xuyên với ngư dân đang tránh trú trên các vùng đảo để có hướng dẫn xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Hiện tại thì các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên đã bắt đầu có mưa do ảnh hưởng của bão. Dự báo mưa sẽ còn tăng lên trong đêm nay, có khả năng gây ra một đợt lũ nhỏ và vừa tại Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Tuy nhiên đến ngày 1 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh thì khu vực này sẽ tiếp tục hứng đợt mưa lũ mới với diện rộng hơn và có cấp độ lũ có thể lên tới báo động 3. Với lượng mưa từ 100 đến 200mm do ảnh hưởng của bão số 4, mực nước trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên bắt đầu lên từ chiều tối nay 29 tháng 11. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 1, riêng các sông ở Bình Định, Phú Yên và Gia Lai có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, có nơi lên trên mức báo động 2. Từ ngày 1 tháng 12, khi gió mùa đông bắc ảnh hưởng tới miền Trung, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ tiếp theo này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Với lượng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ cao trên các sông suối nhỏ, ngập lụt vùng trũng thấp và đồng bằng ven biển, lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các khu vực trên. Vào sáng nay ngày 29 tháng 11, một vụ tai nạn xe khách đã xảy ra trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đoạn chạy qua xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, khiến cho 24 người bị thương. Chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 12LD0056 chở 36 công nhân của một công ty từ Lạng Sơn vào thành phố Vinh dự đám cưới. Khi đi qua địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, đã bất ngờ mất lái, đâm vào cọc tiêu, rồi trượt dài khoảng 20 mét và lao xuống ruộng. Sự cố làm 24 người bị thương, trong đó 8 người bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, nhiều bộ phận của xe như ghế, ắc quy đã bay ra ruộng nằm ngổn ngang. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông, xe phòng cháy chữa cháy đã được huy động để lực lượng dùng cưa sắt đưa những nạn nhân mắc kẹt ra ngoài và chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện 115 thành phố Vinh. Hiện nay các nạn nhân của vụ tai nạn đang được các y bác sĩ bệnh viện 115 điều trị. Những bệnh nhân nặng đang được tiến hành phẫu thuật. Thông tin từ Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa buộc nghỉ việc 10 kiểm soát viên không lưu do trình độ tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn. Đây là đợt đánh giá lại chất lượng kiểm soát viên không lưu và cho nghỉ việc toàn bộ nhân viên yếu kém sau sự cố mất điện tại đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất hôm 20 tháng 11 vừa qua.
đại diện Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cho biết, từ đầu năm tới nay đã tổ chức 3 đợt đánh giá trình độ tiếng Anh của các kiểm soát viên không lưu. Có tới 130 người, tương đương 31% kiểm soát viên trên toàn hệ thống chưa đạt yêu cầu mức 4, hay còn gọi là mức khai thác của ICAO, nên phải đi học lại. Tuy nhiên, sau khóa đào tạo đợt 1, vẫn có 10 người không đạt mức 4. Do đó, 10 người này đã bị tạm dừng hợp đồng và buộc phải đi học tiếp, nếu không đạt yêu cầu sẽ bị sa thải. 130 kiểm soát viên không lưu tiếng Anh không đạt chuẩn này đã không được bố trí trực điều hành chính trong kiếp trực, chỉ làm công tác hiệp đồng với các đơn vị khai thác mặt đất phòng không. Được biết, theo kết quả đánh giá chất lượng kiểm soát viên không lưu của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, có tới 40% nhân viên đạt mức trung bình và yếu. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Xã Đông Phong, huyện Bạch Thông nằm cách trung tâm thị xã Bắc Cạn khoảng 10 km. Hiện nay, xã này đang gặp khó khăn trong việc nỗ lực thoát nghèo khi con đường độc đạo từ xã ra trung tâm xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Con đường dài khoảng 10 km thì có khoảng 5 km thuộc xã Dương Quang, thị xã Bắc Cạn đã được đổ bê tông. Phần còn lại là đường đá được làm từ năm 2002. Nay đoạn thì lầy lội với những hố bùn đất, đoạn thì gồ ghề với đá to, đá nhỏ, trộn lẫn bùn đất, khiến con đường lởm chởm, đi xe máy không cẩn thận sẽ rất dễ ngã. Tuyến đường độc đạo nối ra khu phố trung tâm bị hư hỏng, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đến sự phát triển kinh tế, xã hội của người dân. Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh Trà Vinh đã phối hợp cùng Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á AIP, công ty Abbott tổ chức cấp phát miễn phí hơn 2.800 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học trong tỉnh. Ngoài ra, tại các điểm cấp phát, nhà tài trợ công ty Abbott còn dành hơn 1.200 mũ bảo hiểm bán hỗ trợ 70% giá cho phụ huynh học sinh với giá bán chỉ 85.000 đồng một mũ. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hiện đã chính thức triển khai hệ thống bán vé tàu điện tử. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội cho biết, vé được hành khách đặt mua thuận tiện và có những tuyến tàu vé gần như hết vào những ngày cuối tuần, như Hà Nội, Nghệ An. Trong quá trình mua vé tàu điện tử, nếu có vướng mắc thì hành khách có thể gọi đến tổng đài đã công bố và số điện thoại đường dây nóng tại các ga. Còn các nhân viên các nhà ga cũng đã được tập huấn kỹ để hỗ trợ hành khách. Vì vậy, ga nào không hướng dẫn được cho hành khách thì trưởng ga sẽ bị kỷ luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có cuộc trao đổi với đại diện Quân chủng Phòng không Không quân, Cục Hàng không Dân dụng về việc nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng. Theo đó, sân bay Phan Thiết sẽ được xây dựng tại xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết với mô hình sân bay dân dụng kết hợp với quân sự, khai thác các tuyến dân dụng trong nước với các loại máy bay ATR-72, A320 và A321. Công trình có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 1.600 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao BOT. Dự án có nhu cầu sử dụng đất giai đoạn đến năm 2030 là 543 ha. Dự kiến thực hiện trong vòng 36 tháng, triển khai xây dựng công trình vào năm 2015 và hoàn thành vào quý 2 năm 2018. Ngay sau đây là lịch bay hàng không trong ngày. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều ý nghĩa trong việc giảm tải nhà ga T1, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời là công trình đón chào hàng loạt sự kiện trọng đại, nhà ga T2 sân bay Nội Bài được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu phải hoàn thiện trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn một tháng nữa là đến mốc thời gian dự kiến. Những hạng mục chính đã được hoàn thành, những công nhân trong công trường xây dựng nhà ga T2 vẫn đang tập trung hết sức cho công tác hoàn thiện. Ghi nhận của phóng viên Giao thông An toàn. Tại công trường nhà ga T2, đến thời điểm hiện tại, hạng mục chính như kết cấu bê tông cốt thép chính, vách kính lắp trần kim loại, lát đá granite và quầy làm thủ tục đã xong cơ bản. Về sân đường, bãi đỗ xe, cầu cạn, lắp đặt trang thiết bị và các thủ tục cấp phép để đưa nhà ga vào hoạt động cũng đang được triển khai gấp rút. Như vậy, sau hơn 30 tháng thi công, vượt qua nhiều khó khăn, một nhà ga hiện đại, rộng rãi, theo tiêu chuẩn quốc tế đã thành hình. Đến thời điểm hiện tại, tôi rất vui sau hơn 30 tháng làm việc tại đây. Đây là một công trình thành công mà chúng tôi thực hiện tại Việt Nam. Mỗi ngày với chúng tôi là một khó khăn, thử thách mới mà lớn nhất chính là cách làm việc giữa các bộ phận. Và mặc dù là Tổng Liên đoàn Hàng không Việt Nam đã có những kinh nghiệm xây dựng các cái nhà ga ở các cái sân bay khác từ Bắc vào Nam, tuy nhiên là đây là một cái dự án lớn nhất, có quy mô lớn nhất và cái tính chất tương đối phức tạp. Vì vậy mà đòi hỏi là chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu nỗ lực rất là nhiều. Và cái mà chúng tôi thiếu nhất là cái thực sự là cái kinh nghiệm, cái năng lực của cái đội ngũ chuyên môn. Và không phải lúc nào cũng đáp ứng được. Chúng tôi vừa phải điều hành, vừa phải phối hợp với tư vấn và nhà thầu học hỏi, cập nhật những cái kiến thức mới để mà đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhà ga hành khách T2 có 4 tầng với diện tích mặt bằng khoảng 139.000 m², được thiết kế theo mô hình dạng cánh với ý tưởng hài hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. Nhà ga sẽ được đầu tư hệ thống thiết bị dây chuyền công nghệ hàng không tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Với công suất 10 tới 15 triệu hành khách mỗi năm, việc đi vào nhà ga T2 kỳ vọng sẽ giải quyết những vấn đề tại nhà ga T1 vốn gây bức xúc cho hành khách. Là đối với cả khách đi khách đến, rồi các cái quy trình thủ tục, các cái bước, các cái nấc về mặt quy trình thì không có gì khác so với T1. Tuy nhiên là ở từng khâu, từng khu vực ấy, thì mức độ trang thiết bị, mức độ hoàn thiện, mức độ tiện lợi đối với hành khách là khác hẳn. Các trang thiết bị thì hiện đại hơn, mặt bằng thì rộng rãi hơn, điều kiện về điều vệ sinh môi trường, về điều hòa không khí vân vân thì là đều được cập nhật và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà ga T2, các công trình phụ trợ và cung cấp các thiết bị đặc biệt cho vận chuyển hành khách và hành lý đều được thiết kế và thi công đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, để thực sự đưa vào hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhà ga sẽ được khai thác thử nghiệm. Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12, thì chúng tôi sẽ tiến hành các cái thử nghiệm các cái chuyến bay giả định, tức là trên máy móc thiết bị mà không có hành khách và không có máy bay. Ngày 25 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 thì chúng tôi sẽ dự kiến là thử nghiệm 2 chuyến bay thật với máy bay thật và hành khách thật của hai hãng hàng không khác nhau. Và cái mục đích là chúng tôi để rà soát lần cuối cùng cái hệ thống các thiết bị phục vụ hành khách để đảm bảo rằng là trước khi đưa cái nhà ga vào khai thác chính thức thì sẽ không có bất cứ một trục trặc gì. Nhằm phục vụ những hành khách có nhu cầu nối chuyến đi các chuyến bay nội địa sau khi kết thúc hành trình tại nhà ga T2, bắt đầu sẽ có 4 xe buýt chuyên dụng vận chuyển hành khách từ nhà ga T2 sang T1 với tần suất 15 phút một chuyến. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là nhà ga hiện đại nhất Việt Nam và đứng tầm giữa so với các nhà ga sân bay khác trong khu vực châu Á. Thưa quý vị và các bạn, bản tin Giao thông An toàn ngày 29 tháng 11 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.